Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh qua 5 năm thực hiện đã góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống này khi nhận được sự ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân và sự hưởng tích cực của các trường học. Dự hội nghị tổng kết đề án được tổ chức trong chiều nay có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Đề án được thực hiện bên cạnh giới thiệu về giá trị di sản nghệ thuật bài chòi trên sóng của đài TRT. Các địa phương tham gia đề án cũng đa dạng trong cách thức tuyên truyền, quảng bá và thành lập hàng chục câu lạc bộ bài chòi với nội dung sinh hoạt phong phú, vừa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, vừa đưa di sản nghệ thuật này đến gần hơn với cộng đồng, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị loại hình di sản này tại cộng đồng. Nhận thức được tầm quan trọng của việc trao quyền di sản văn hóa cho thế hệ trẻ, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã phối hợp với các địa phương tập huấn hát bài chòi cho những người yêu thích và gần 300 giáo viên bộ môn âm nhạc, tổng phụ trách cùng học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cùng ngành giáo dục và đào tạo đưa di sản bài chòi vào dạy lồng ghép bộ môn âm nhạc cũng như các chương trình ngoại khóa của các trường để giới thiệu truyền dạy cho các em học sinh, từ đó giúp các em có khả năng thực hành biểu diễn, cảm thụ những làn điệu bài chòi, bù đắp giá trị thẩm mỹ và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sự tiếp nối trong việc bảo vệ và phát huy di sản đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dù đề án đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, việc bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật bài chòi cũng gặp nhiều thách thức, trong đó có môi trường, không gian diễn xướng và lớp nghệ nhân thực hành nghệ thuật bài chòi dân gian ngày càng ít. Từ thực tế này, Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục cho thực hiện đề án đến năm 2030, đồng thời sớm nghiên cứu và ban hành cơ chế phù hợp nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản bài chòi dân gian.